Rồi hello anh em ha, thì video trước là video mình đi làm nội đó, và mình cũng đã có chia sẻ với anh em đó là mình vừa mới thay một cái cặp bao tay mới. Thì đây cái bao tay mình đang sử dụng là bao tay RCB. Thì bao tay này là cũng của chính hãng RCB luôn nha anh em. Giá của nó thì khá là rẻ, giá nó cũng khoảng 110.000 thôi. Tại vì vì sao mình lại thay loại bao tay này đó là tại vì đó là mấy hôm nay đó là anh Sơn Vlog anh em mình có theo dõi anh Sơn Vlog thì ảnh đã có chia sẻ rất nhiều về loại bao tay mà ảnh đang dùng, và ảnh nói bao tay này rất là êm, và ảnh đã thay cho toàn bộ những cái xe trong shop của ảnh là bằng loại bao tay này hết. Thì theo như ảnh chia sẻ là loại bao tay này là sử dụng rất là êm và nó không có bị tê tay khi đi đường xa này. Mà thì mình cũng vừa rồi mình cũng đã có một cái chuyến về quê và mình đã sử dụng cái bao tay này mà không xài bao tay đó, thì mình cũng đã có cái trải nghiệm nhất định về cái loại bao tay này rồi nên mình chia sẻ với các bạn ha. Thì về cái độ bám á, chắc chắn với các bạn rằng là nó có độ bám rất là tốt, tại vì cái thiết kế của nó là loại thiết kế mà nó có răng sọc 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 như này nè anh em, cho nên đó là khi mình để tay vào không có bao tay á, thì mình đặt vào là nó có độ bám rồi, mình dùng cái lực ga nó cũng nhẹ chứ nó không có quá trơn giống như là những cái bao tay zin. Còn về đi đường xa nó có tê hay không á thì đúng như những như lời mà anh Sơn Vlog anh nói nha anh em ha, là cái xài bao tay này nó không có bị tê tay, và khi dùng dặn nó tạo cho mình cái cảm giác rung 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 vậy đó. Thì nói chung là nó mang lại cho mình một cái trải nghiệm khá là tốt chứ không phải là tệ đâu em ạ. Và chỉ có một cái vấn đề á, không biết đi nắng hay mưa nhiều thì kiểu như cái lằn sọc 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 trên cái bao tay lái nó có bị mòn và nó bị chảy ra hay không á anh em, và chắc chắn mà khi mình đi thời gian dài thì nó sẽ bị dính bụi nữa, tại vì anh em thấy thiết kế sọc sọc cái này là bụi khá là nhiều và dễ dơ. Thì đó chủ yếu đó là cái khuyết điểm duy nhất của em đó thôi, còn lại độ trải nghiệm rồi rất ok. Còn độ bền thì mình nghĩ là chắc chắn là nó sẽ xài một thời gian á, những cái lằn này nè nó sẽ chắc có thể sẽ bị gách hoặc bị mục, nhưng mà mình nghĩ là xài nó cũng lâu đó, bèo bèo cũng phải một vài năm mới, mà đậu nắng mưa nhiều nó mới dẫn đến cái tình trạng đó. Cho nên là anh em cứ yên tâm sử dụng ha, tại vì giá của nó chỉ có khoảng hơn 100.000 thôi anh em ạ. Nên là trải nghiệm của bao tay này nó mình khá là hài lòng với nó ha, không có gì phàn nàn hết, và mình cũng vote anh em sử dụng nó trải nghiệm nó thử nữa, tại vì nó cũng có một cái độ dày nhất định và thật sự là đi đường xa nó rất là bám tay lái, nên là mình cũng rất là thoải mái luôn á anh em. Những anh em mà lâu mình đi, khi mình đi trời mưa mình không đeo bao tay sử dụng cũng vẫn rất là ok luôn, nó không có bị tê tay quá giống như những cái loại bao tay khác, nên là anh em mua về cứ mua về sử dụng thử ha.